gầy về nhà anh hoa phượng thắm màu xanh áo người thương nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá anh chẳng như hè cười sau ngàn lá tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó bạn anh vẫn còn đây sống cuộc đời hôm nay với bọn mình tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mai đây có về quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ nắng đẹp của mình đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay tay cầu mong anh chiến thắng ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố thôi mình chia tay rồi mai đây có về quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ nắng đẹp của mình đang hé chờ nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia tay đừng lưu luyến gì đây thôi bọn mình chia tay thôi bọn mình chia SC900 thì không hôm qua mình cũng đã giới thiệu cái trong cái đợt hàng về đã có đôi này nhiều bạn có yêu cầu mình test thử thì hôm nay mình có thời gian rảnh rỗi mình đã test cho các bạn nghe thử thì cái thông số của đôi loa này là chiều cao 90 chiều ngang là 27 và chiều sâu là 32 và đây là một đôi loa có thể nói là một dòng hai end của hãng Đèn Ông với cái thiết kế khá là đẹp mắt trước nó là mặt gỗ nhưng mà nó cái thiết kế nó giả đá rất là đẹp còn bên hông là màu cánh gián nhìn rất là sang trọng chúng ta thấy những cái chốt lưới của nó màu
màu vàng luôn, và những cái đường viền bên ngoài của cái lo bát, cái lo trép đều là màu vàng. Nó sở hữu rất là ấn tượng, hai lo bát 18 và một lo mít cũng 18 luôn, một lo trép còi. Thì với bốn lo ba đường tiến cho ông trầm rất là tốt, đặc biệt hai lo bát này nó nằm hơi xa phía dưới, nó tạo ông trầm nó đi là lại với mặt đất, còn lo bát này nó nằm ở giữa, nó tạo ông trầm đi phía trên, nó tạo ra một cái âm hưởng kết hợp tiếng bát nó hòa quyện, nó vào tai chúng ta nó nghe nghe rất là lực và rất là mạnh, uy lực. Còn về trép còi thì Đền Ông không phải là hãng mà chuyên làm trép còi được, giống như những hãng như Calip hoặc là những hãng như JBL, nhưng mà đây là một trong những cái dòng loại hãng tâm đắc, là hãng nghiên cứu rất là lâu nên cái trép còi này nó cái độ trong, độ chi tiết rất là mượt mà, nó vẫn ngang ngửa những dòng loa cùng bản như Calip hay JBL. Loa này thì hiện đang có mức giá là 7,5 triệu, thì các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại dưới góc màn hình, và là bữa hôm sau mình sẽ ghét các bạn đối với âm ly nó đánh bi quay, vì cái đôi loa này nó có khả năng đánh bi quay luôn nha các bạn, rất là tốt. Ok, bây giờ mình tạm kết thúc video này đây, để bữa sau mình test cái âm ly có bi quay.